lịch sử ghi nhận những bảo tháp đầu tiên đã được xây ở Ấn Độ từ thời Đức Phật còn tại thế. Kinh điển dạy rằng Đức Phật đã phác họa kiến trúc bảo tháp với 4 cổng, một chân đế hình vuông, tiếp đến là tầng vòm bán nguyệt, tầng vuông mắt Phật, một cột trụ 13 tầng. Kế đến là lọng báu và trên cùng là kiến trúc đỉnh bất nhị nêu biểu cho trí tuệ giác ngộ. Kiến trúc bảo tháp sau đó được phổ biến rộng khắp vào thời Hoàng đế A Dục, khi vị vua Phật Pháp này cho kiến lập 84.000 bảo tháp dọc suốt châu Á. Bảo tháp vì thế là công trình kiến trúc tâm linh đặc sắc, nêu biểu cho chính Đức Phật và giáo pháp của Ngài. Vì vậy, tất cả các nước theo truyền thống Phật giáo đều có các bảo tháp